Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đế quốc Mỹ đã tìm cách từng bước thay chân thực dân Pháp, âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới, một căn cứ quân sự để ngăn chặn phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ oanh liệt này, Liên Xô đã công nhận, đặt quan hệ ngoại giao, ủng hộ về tinh thần, vật chất cho quân và dân Việt Nam trong chiến đấu, góp phần quan trọng vào chiến thắng kẻ thù xâm lược. Thậm chí, một trong những nguồn vũ khí lớn nhất mà quân đội Việt Nam nhận được cũng là nguồn viện trợ từ Liên Xô và đặc biệt là các loại pháo và xe tăng. Vậy, thực chất Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam số lượng xe tăng khủng như thế nào? Chúng tôi sẽ bật mí trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Nói tới bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam, đây là một lực lượng ra đời trong khoảng trống chiến tranh và trưởng thành trong chiến đấu. Do nguyên nhân lịch sử, trang bị kỹ thuật chủ yếu của lực lượng này đến từ ba nguồn. Một là xe chiến lợi phẩm của Mỹ, hai là viện trợ của Liên Xô và ba là viện trợ của Trung Quốc. Trong đó, loại có số lượng lớn nhất, chất lượng tốt nhất là viện trợ của Liên Xô. Còn hàng chiến lợi phẩm thì trong nhiều tình huống là con số trên giấy. Số có thể thực sử dụng ít hơn con số trên giấy rất nhiều. Hơn nữa, cho dù cách tính cả những chiếc đã rách nát vào thì tổng cộng cũng chỉ có 550 xe tăng và 1.400 xe bọc thép. Về số viện trợ của Trung Quốc, mặc dù năm đó nước này đã dốc toàn lực nhưng do tiềm lực và trình độ kỹ thuật hạn chế nên tổng số xe tăng, xe bọc thép viện trợ cũng như chất lượng của các xe đó vẫn ít hơn và thấp hơn nhiều với các loại của Liên Xô viện trợ. Theo các tài liệu công khai, loại trang bị đầu tiên Liên Xô viện trợ Việt Nam là pháo tự hành Su-76 và xe tăng hạng trung T-34-85. Trong đó, xe tăng T-34 đến nay vẫn phục vụ trong quân đội Việt Nam. Được biết, Su-76 là loại pháo tự hành chống tăng của Liên Xô, được sử dụng trong và sau Thế chiến thứ hai. Su-76 dựa trên phiên bản kéo dài và mở rộng của khung gầm xe tăng hạng nhẹ T-70. Cấu trúc đơn giản của nó khiến nó trở thành chiếc xe bọc thép được sản xuất nhiều thứ hai của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, chỉ sau xe tăng T-34. Su-76M hầu như thay thế xe tăng bộ binh trong vai trò hỗ trợ chặt chẽ. Mặc dù lớp giáp mỏng và khoang hở khiến nó dễ bị tấn công bằng vũ khí chống lựu đạn và vũ khí nhỏ, trọng lượng nhẹ và áp lực mặt đất thấp giúp nó có khả năng cơ động rất tốt. Su-76M kết hợp 3 vai trò chiến trường chính, pháo xung kích hạng nhẹ, pháo chống tăng tự hành và lựu pháo tự hành. Là một pháo xung kích, Su-76M được các lính bộ binh Liên Xô đánh giá cao, trái ngược với các kíp lái chính của nó. Nó có hỏa lực mạnh hơn bất kỳ xe tăng hạng nhẹ nào trước đây để hỗ trợ bộ binh và việc liên lạc giữa bộ binh với kíp lái Su-76M cũng dễ dàng hơn do khoang lái mở. Điều này cực kỳ hữu ích trong tác chiến đô thị, nơi rất cần sự phối hợp tốt giữa bộ binh và kíp xe. Còn đối với T-34, đây là loại xe tăng được sản xuất phổ biến nhất ở Liên Xô và không còn xa lạ gì với chúng ta phải không ạ? Xe tăng T-34 là một xe tăng hạng trung sản xuất bởi Liên Xô từ năm 1940 đến năm 1958, chủ yếu được sử dụng trong chiến tranh Xô-Đức 1941-1945. T-34 đã cách mạng hóa cách thức thiết kế và cách chế tạo xe tăng trên thế giới. Mặc dù về giai đoạn sau, chiến tranh có nhiều xe tăng mang giáp trụ và hỏa lực trội hơn T-34, nó vẫn được đánh giá là loại xe tăng hiệu quả nhất và có thiết kế gây ảnh hưởng lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong Thế chiến thứ hai, T-34 là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa tính năng bảo vệ, tính cơ động, hỏa lực và độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì của xe. Nó cũng là một trong những mẫu thiết kế có thời hạn phục vụ lâu nhất, một số chiếc hiện vẫn còn được sử dụng. Sau này, khi T-34 được nâng cấp lên phiên bản T-34-85, mang pháo 8.5 ly, kính ngắm của xe cũng được nâng cấp để đáp ứng tầm bắn xa hơn của khẩu pháo. Xe tăng T-34-85 được trang bị kính ngắm TSH-16, có độ phóng đại 4X với trường hình 16 độ. Tính năng của TSH-16 vượt trội hơn kính ngắm trên hầu hết các phiên bản xe tăng hạng trung cùng thời như M4 Sherman của Mỹ hoặc Panzer 4 và gần tương đương với kính ngắm trên xe tăng hạng nặng của Đức, kính ngắm TZF-12A trên xe tăng Panther, kính ngắm TZF-9C trên xe tăng Tiger 1, kính ngắm TZF-9D trên xe tăng Tiger 2 của Đức đều có mức phóng đại 2 chế độ, 2,5X với trường nhìn 28 độ hoặc 5X với trường nhìn 14 độ.
Trong giai đoạn 1959-1960, tổng cộng Liên Xô đưa sang Việt Nam 50 pháo tự hành Su-76 và 300 xe tăng T-34-85. Số xe tăng này được dùng để xây dựng trung đoàn xe tăng đầu tiên mang phiên hiệu 202. Sau đó một thời gian, Liên Xô bắt đầu cung cấp cho Việt Nam xe tăng lội nước PT-76. Tuy nhiên, loại xe tăng này được giao vào thời gian chiến tranh bắt đầu ác liệt, nên thời gian bị kéo dài. Từ 1961 đến 1973, có 500 xe tăng PT-76 đã qua sử dụng, được Liên Xô chuyển đến chiến trường Việt Nam. Các xe tăng PT-76 đã tham gia vào trận chiến nổi tiếng ở Làng Vây năm 1968. Về xe thiết giáp phối hợp tác chiến với xe tăng, loại mà Việt Nam nhận được sớm nhất là xe thiết giáp BTR-152, gồm 100 chiếc được giao năm 1961 và 100 pháo tự hành Su-100 giao năm 1962. Từ 1963 đến 1966, có thêm 50 xe trinh sát BRDM và 100 xe bọc thép BTR-40 được giao. Đến năm 1968, khi chiến tranh ngày càng lan rộng, Việt Nam tiếp nhận lô viện trợ xe bọc thép lớn nhất lên tới 400 xe BTR-50. So với các xe BTR-152 và BTR-40, BTR-50 có khả năng nổi tốt hơn. Tính năng này đối với địa hình nhiều sông ngòi kênh rạch như ở Việt Nam có tác dụng rất quan trọng. Sau đó, đến 50 xe trinh sát BRDM-2. Tuy ý định là dùng để thay thế cho xe BRDM-1, nhưng cả hai loại xe này được sử dụng chung khá lâu. Đến năm 1970, xe tăng T-54 mới được viện trợ để bổ sung cho các xe tăng T-34-85 bị tổn thất trong chiến đấu với số lượng 500 chiếc. Ngoài ra, cũng trong năm 1970, còn có 50 pháo tự hành ISU-122 và 25 pháo tự hành ASU-57. Đến 1973, có lẽ xem xét việc sắp đánh cho Nam Việt một đòn chí mạng, Liên Xô bắt đầu cung cấp các xe tăng T-55 mới hơn. Đến năm 1975, tổng cộng có hơn 600 chiếc T-55 được bàn giao. Tuy nhiên, lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam còn được viện trợ một loại vũ khí rất ít người biết, đó là pháo cao xạ tự hành. ZSU-572 là một loại pháo phòng không tự hành của Liên Xô. Vũ khí là hai khẩu pháo tự động 57 ly. ZSU là từ viết tắt của Jeninaya Samokonaya Ustanova, nghĩa là hệ thống pháo phòng không tự hành, đặt trên khung gầm xe xích. 57 là cỡ nòng của pháo tính theo đơn vị mm và 2 là số lượng pháo được trang bị trên xe. Đây là hệ thống pháo phòng không tự hành bánh xích được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Liên Xô. Ở Liên Xô, nó có biệt danh không chính thức là Spatka, có nghĩa là cặp đôi, để chỉ hai khẩu pháo tự động trang bị cho xe. Từ 1971 đến 1976, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 150 khẩu pháo cao xạ tự hành, gồm ZSU-572 và ZSU-232. Mặc dù vậy, số lần xuất hiện trên chiến trường của hai loại vũ khí này lại rất ít nên tác dụng cũng có hạn. Quý vị và các bạn thân mến, theo thông tin từ website Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi xem xét đánh giá thành tích của các đội tuyển tham gia vòng bán kết cuộc thi xe tăng hành tiến Tank Biathlon trong cuộc khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020, ban tổ chức đã chọn ra 8 đội vào thi đấu chung kết, trong đó rất vinh dự có Việt Nam. Được biết, chiếc xe tăng đã đưa Việt Nam vào vòng chung kết là chiếc xe tăng cực khủng do chủ nhà Liên bang Nga trang bị. Đó là loại xe nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mẫu xe tăng Việt Nam sử dụng chính là T-72B3. Được biết, công tác chuẩn bị cũng như kiểm tra kỹ thuật các xe tăng T-72B3 nhận từ Nga đã được tổ lái tiến hành từ ngày 18 tháng 8. T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ hai do Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1970. Loại xe này đã nhanh chóng trở thành trụ cột của lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô trước đây, cũng như Nga hiện nay. Trong đó, T-72B3 là giải pháp nâng cấp nhằm giúp một bộ phận tăng T-72 đã già cỗi trong quân đội Nga tiếp tục hoạt động. Biến thể T-72B3 có trọng lượng 45 tấn, dài 9,52 m, rộng 3,46 m, cao 2,2 m, kíp lái gồm 3 người. T-72B3 được trang bị cơ động diesel V92S2F, công suất 1.130 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc xe có thể đạt 70 km/h ở địa hình bằng phẳng. Theo trang Military Today, tầm hoạt động của T-72B3 có thể lên đến hơn 500 km. Pháo chính của T-72B3 là loại 2A46 cỡ nòng 125 ly. Ngoài khả năng bắn các loại đạn nổ hoặc xuyên phá, còn có thể phóng đi tên lửa chống tăng 9M119 Spur AT-11. Trên nóc xe cũng như cạnh nòng pháo lắp một số loại súng cỡ nòng 7,62 ly hoặc 12,7 ly tùy theo nhiệm vụ.
T-72B3 còn được trang bị giáp phản ứng nổ Krontok 5, loại được dùng phổ biến trên các xe tăng T-80 hoặc T-90 hiện đại. Một số nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Nga gần đây đã đưa vào trang bị phiên bản T-72B3M, hay còn có tên không chính thức là T-72B4. Biến thể này được lắp loại pháo 2A46M5, cũng như được trang bị các hệ thống điều khiển hỏa lực và giáp phản ứng nổ Relic tiên tiến hơn so với những phiên bản cũ. Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu với xe tăng T-72B3 màu vàng như trước. Màu xe của đội Lào là đỏ, Myanmar là xanh lá cây và Tajikistan là xanh dương. Được biết, Thanh Bailon là vòng thi dành cho các kíp xe đơn. Mỗi đội tuyển có 3 kíp dự thi chính thức, 1 kíp dự bị, với tổng số cả 4 kíp xe là 12 vận động viên. 3 kíp xe chính thức sẽ thi đấu trong 3 buổi thi khác nhau. Ở mỗi đợt thi sẽ có 4 kíp xe của 4 nước khác nhau tham dự. Mỗi xe phải chạy 3 vòng đường đua có hình dạng thang vuông, mỗi vòng có chiều dài 4 km. Trong khi một cạnh đáy của hình thang là khu vực vị trí bắn, thì các cạnh còn lại được bố trí các loại mô hình cầu đường, địa hình phức tạp, vật cản, bãi mìn, hào chống tăng. Ngoài ra, đường đua còn bố trí các điểm kiểm tra kỹ thuật, phạt những xe phạm lỗi khi hành tiến và vòng phạt 500m, phạt những xe bắn trượt mục tiêu. Theo yêu cầu của bài thi, kíp xe tăng phải vượt qua các chướng ngại vật và bắn trúng các mục tiêu quy định. Ở lần bắn thứ nhất, kíp xe được bắn 3 quả đạn pháo để tiêu diệt 3 bia số 12 ở các khoảng cách 1.600, 1.700 và 1.800m. Ở lần bắn thứ hai, kíp xe bắn 15 viên đạn 12,7 ly để tiêu diệt bia số 25 là máy bay trực thăng đang bay đứng treo ở khoảng cách 800 đến 1.000m. Ở lần bắn thứ ba, kíp xe bắn 15 viên đạn súng máy để tiêu diệt bia số 9 là mục tiêu súng chống tăng cá nhân ở khoảng cách 600 đến 800m. Trong quá trình thi, nếu xe chính thức thì bị hỏng, thì kíp xe phải báo cho trọng tài và khi có lệnh của trọng tài, kíp xe dự bị sẽ lái xe tăng vào thay thế xe chính thức bị hỏng. Trong khi hành tiến, xe đâm phải cọc tiêu, vượt các vật cản không đúng quy định, đi sai đường thì sẽ phải vào một trong số các điểm kỹ thuật để tiến hành kiểm tra tí tài. Trong khi đó, nếu bắn trượt mục tiêu hoặc không tuân thủ đúng thể thức bắn mục tiêu, thì kíp xe sẽ phải chạy thêm vòng phạt 500m. Số vòng phạt sẽ do trọng tài quyết định tương ứng với số lần kíp xe phạm lỗi. Thành tích của kíp xe là thời gian kíp xe đó hoàn thành bài thi và thành tích của đội tuyển là thành tích gộp của cả 3 kíp xe của đội tuyển đó. 8 đội tuyển có thành tích cao nhất sẽ được chọn để tranh tài ở vòng bán kết. Trước đó, trong trận bán kết 1 bảng 2, đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp sau đội tuyển Myanmar với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây, hạ 13 trên 24 mục tiêu. Myanmar xếp thứ nhất với thành tích 2 giờ 18 phút 4 giây, hạ 9 trên 24 mục tiêu. Trận bán kết 2 bảng 2, đội tuyển Kazakhstan xếp thứ nhất với 2 giờ 18 phút 4 giây, hạ 2 trên 24 mục tiêu. Tiếp theo là Lào, 2 giờ 45 phút 48 giây, hạ 4 trên 24 mục tiêu. Và Cộng hòa Congo, 3 giờ 24 phút 7 giây, 5 trên 24 mục tiêu. Như vậy, 4 đội thành tích tốt nhất bảng được chọn vào vòng chung kết gồm Myanmar, Việt Nam, Tajikistan và Lào. Tại bảng 1, đội tuyển Nga xếp thứ nhất với thành tích 1 giờ 39 phút 17 giây, bắn hạ 22 trên 24 mục tiêu. Kế tiếp là Belarus, 1 giờ 41 phút 21 giây, 20 trên 24 mục tiêu. Trung Quốc, 1 giờ 47 phút 7 giây, 21 trên 24 mục tiêu. Azerbaijan, 1 giờ 51 phút 3 giây, 18 trên 24 mục tiêu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng bình luận bên dưới video. Quý vị đừng quên chia sẻ video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.